Chào mừng các bạn đến với kênh Team Mobile, kênh chia sẻ ứng dụng trò chơi thủ thuật hay dành cho điện thoại. Hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nhớ nhấn vào cái chuông sát bên để nhận cái thông báo mới nhất từ kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các anh em. Trong video này mình chia sẻ với anh em một cái ứng dụng rất là hay luôn, hỗ trợ cho điện thoại Android tự động báo giờ theo thời gian, một cái vòng lặp như là 5 phút báo một lần, nửa tiếng, một tiếng nó sẽ báo một lần, giống như là cái đồng hồ Casio vậy, cứ khoảng 1 giờ, 2 giờ nó tiếp một lần. Ứng dụng có tên là Holy Streamer đây, đại khái đọc như thế này cho dễ đọc. Cái giao diện này rất là dễ xài nha. Bên trên là nó hiển thị cái thời gian còn lại để nó báo giờ này. Các anh em bật cái nút này lên trước để kích hoạt cái ứng dụng này nó chạy. Bên trên Rebic Airy mình để mặc định là 1 giờ, cứ sau 1 giờ thì nó sẽ báo một lần. Thay đổi sang định kỳ là 5 phút báo một lần, 10 phút báo một lần, 15 phút báo một lần và tối đa là 1 tiếng 1 giờ nó báo một lần. Cái sau cái dòng bên dưới là chọn cái âm thanh nó báo. Đây là danh sách những âm thanh mà ứng dụng này nó hỗ trợ báo giờ. Bíp bíp này. Đây. Casio 1 tiếng. Mình thích cái âm thanh của Casio Hall Streamer này hơn. Nó giống như là đồng hồ Casio vậy. Nó quen thuộc hơn. Mình chọn là Casio Hall Streamer nha. Bật tính năng rung cho điện thoại lớn nhất này. Bên dưới Enable Custom Streamer này. Thì cái tính năng này nó giống như là báo thức vậy. Bên dưới là Setting Custom Sound Setting này. Nhấn vào. Cái phần Enable Sound này là bật cái tiếng thông báo lên. Thông báo có giọng nói bằng tiếng Anh thì các em bật Enable Time Speaking này lên. Còn không thì thôi. Bên dưới là tùy chỉnh cái thời gian để nó không thông báo. Ví dụ như là ban đêm khoảng 11 giờ khuya cho đến 5 giờ sáng, các em không muốn nó kêu tít tít làm phiền á, thì các em hãy bật cái tính năng này Silent Time On này lên. Và các em thiết lập thời gian, cái khung thời gian cho nó không thông báo giờ nữa. Rồi, ok. Và bên dưới Notification Setting này này, thì mặc định khi mà chúng ta xem video này hoặc là nghe nhạc này thì nó sẽ không thông báo tít tít tít. Hoặc là khi các em nghe điện thoại, nghe cuộc gọi thì nó cũng không có thông báo tít 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 luôn. Ok, rồi. Cái tùy chỉnh setting của nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và để kiểm tra cái thông báo nó âm thanh như thế nào thì các em nhấn vào cái nút này. Đấy, cái tiếng kêu này mô phỏng lại cái tiếng thông báo của đồng hồ Casio rất là hay. Cái app Holy Streamer này nó rất là hữu ích, kiểm soát được thời gian mà không cần phải bật mở màn hình điện thoại lên nhiều lần. Nếu mà các em không có đồng hồ báo giờ thì có thể cài cái ứng dụng này vào trong điện thoại và nó sẽ báo giờ tương tự như đồng hồ vậy, rất là hay. Link tải ứng dụng này mình có để trong phần bình luận bên dưới video nha. Và đây là cái bản đặc biệt không hề có quảng cáo trong đây. Nếu mà các em thấy chia sẻ nó hay hữu ích, hãy cho video này một like và nhấn subscribe đăng ký theo dõi kênh YouTube của mình. Có bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chia sẻ ở các video tiếp theo.